Hello, xin chào bạn, chào mừng bạn trở lại Johnny Supercar Vlog. Hôm nay thì Johnny sẽ cùng các bạn đi chiêm ngưỡng và khám phá mẫu xe thể thao đến từ Nhật hoàn toàn mới xuất hiện tại Việt Nam các bạn nhé. Đây là chiếc Subaru BRZ đời 2021-2022 vừa được nhập khẩu chính hãng về Việt Nam từ thị trường Nhật. Đó, đây mình sẽ quay luôn cho anh em chiêm ngưỡng cái khối động cơ, là cái điểm đáng chú ý đầu tiên của chiếc Subaru BRZ này. Khối động cơ Boxer 2.4 lít được phát triển kết hợp giữa Toyota và Subaru các bạn nhé. Khối động cơ này có công suất tối đa là 234 PS và 250 Nm kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng. Đó, các bạn quan sát cái khối động cơ khá là to các bạn nhé. Khối động cơ nó chiếm cái diện tích khá là lớn luôn. Đó, logo Subaru đây. Còn bây giờ thì các bạn chờ mình một chút, mình sẽ đóng cái nắp capo này xuống các bạn nhé. Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá các chi tiết thiết kế đặc biệt trên chiếc Subaru BRZ 2021-2022. Đầu tiên chúng ta có cụm lưới tản nhiệt thiết kế hoàn toàn mới và được mở rộng hơn so với đời cũ, bao gồm các cái lan ngang làm từ nhựa màu đen các bạn này. Phần cản và chống va phía trước cũng được làm từ nhựa màu đen. Xung quanh thì được sơn màu xanh trùng với tông màu ngoại thất. Hai bên đầu xe chúng ta cũng có các cái khe hút gió làm từ nhựa màu đen và có các cái đường vân 3D. Đó, phía trên thì chúng ta sẽ có cụm đèn pha sử dụng công nghệ LED gồm một bóng bi LED cỡ lớn này và một bóng nữa ở bên trong này. Chúng ta cũng có giải đèn LED định vị ở đây, nó chạy từ góc này và chạy vuốt lên trên. Đó là cái phần đầu xe của chiếc Subaru BRZ đời 2021-2022. Tuy nhiên cái điểm mà đáng chú ý nhất chính là cái phần thân xe, nó được thiết kế đặc trưng theo phong cách của những mẫu xe GDM các bạn nhé, những mẫu xe thể thao đến từ Nhật với những cái đường gân tại vòm bánh trước và vòm bánh sau rất ấn tượng. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với bộ mâm zin, tuy nhiên mình trông nó như mâm độ các bạn. Kích thước là 18 inch dùng lốp Michelin. Mâm ở đây đi kèm với lốp 215/40 R18 và phanh đĩa phía trước các bạn nhé. Mâm này thì có màu xám và dạng đa chấu, nhìn như mâm độ luôn. Ở vị trí cột A chúng ta cũng có một chi tiết mang cá và có một cái ốp sườn, nó chạy vòng ra phía sau và chạy vuốt lên cái vòm bánh sau ở đây. Đó, cái vòm bánh sau đó các bạn nhìn mình sẽ thấy na ná với những chiếc như Toyota Supra. Đó, các bạn nhìn cái vòm bánh sau nhìn nó khỏe không, và nó cũng chạy vuốt lên cái đường G ở cái nắp cốp này, trông như một cái cánh nước gió gắn cố định các bạn. Đó, tổng thể phần đuôi góc chéo 45 độ anh em thấy này, chất lượng nhau. Tiếp theo ở bộ mâm phía sau cũng có kích thước 18 inch, cũng dùng lốp Michelin và lốp thì cũng tương tự các bạn. Phanh đĩa ở phía sau nữa này, đó, trước sau đều là phanh đĩa và mâm nhìn rất là xịn sò. Tiếp theo đây chúng ta sẽ có cái phần đuôi thiết kế rất thể thao. Đó, tổng thể phần đuôi thiết kế rất thể thao, có ốp cản sau làm từ nhựa màu đen, ống xả các bạn này, có chụp ống xả sau làm to như hai cái loa hai bên. Không biết là nó tạo ra cái âm thanh có hấp dẫn không, một chút nữa thì mình sẽ thử nẹp thử xem. Chúng ta có logo của Subaru này, camera lùi gắn trên cao này, giải đèn phanh này, logo Subaru này, BRZ này. Và điểm đáng chú ý nhất chính là cái cụm đèn hậu hình chữ C. Cái cụm đèn hậu này thiết kế dạng 3D và mình sẽ liên tưởng ngay đến siêu phẩm 177 của Aston Martin các bạn nhé. Hai cái cụm đèn hậu hình chữ C quay với nhau và được nối liền bởi một cái nhựa màu đen. Nếu mà là giải LED nữa thì nó giống hệt với siêu phẩm 177 luôn. Đó là cái không gian phía sau. Ở đây thì mình thì mở cái cốp lên xem. Đó, cốp thì là mở cơ. À, phía sau chúng ta sẽ có một chiếc bánh dự phòng tỷ lệ 1:1 luôn. Nhìn phát là nhận ra ngay tỷ lệ 1:1, bộ mâm quá chất các bạn ạ. Và cái cốp này thì mình nghĩ là để một số cái đầu dùng thôi, bởi vì cái bánh dự phòng này nó chiếm gần hết cái diện tích rồi. Một chiếc xe thể thao nhưng vẫn được trang bị một chiếc bánh dự phòng thì các bạn biết là nó chu đáo nào. Khi các bạn chạy đường cao tốc hay là đi đâu đó mà chẳng may hỏng mất một quả lốp thì các bạn thay luôn, chạy tiếp. Đóng tất nhiên là đóng cơ rồi anh em nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào bên trong nội thất của xe xem em nó có cái gì đặc biệt nào. Hai cửa này, thiết kế 2+2 chỗ ngồi. Ở đây chúng ta có da lộn ở thành cửa này, da trơn ở phía dưới này, có may chì đỏ này. Vị trí ghế lái thì cũng có các phím bấm quen thuộc này. Hệ thống loa, chiếc này mình không rõ nó thực sử dụng hệ thống loa gì. Uầy, đúng chất của một chiếc xe thể thao na lai với phong cách xe đua các bạn ạ. Ghế ngồi to bản cực kỳ luôn. Và có thành ghế nhô cao ở đây, bọc da lộn ở giữa, da trơn hai bên,
chỉ may đỏ này, ở vị trí tâm của ghế cũng có một đường lai màu đỏ chạy thẳng xuống và tiếp nối ở đây. Phía dưới cũng được làm thiết kế theo phong cách thể thao và tất nhiên là chỉnh cơ, cả hai ghế hai bên đều chỉnh cơ các bạn nhé. Và phía sau mình gặp cái hàng ghế này trước lên chút này, và chúng ta sẽ có hai vị trí ngồi phía sau. Nói chung hai cái ghế ngồi phía sau này chỉ dành cho trẻ em hoặc là dành để đồ thôi các bạn ạ. Cũng bọc da lộn và da trơn, có đục lỗ này. Wow. Và nó được làm lõm khá sâu ở vị trí giữa. Đây các bạn nhìn, nó làm lõm khá sâu ở vị trí giữa nhá. Phía sau thì không được trang bị thêm gì cả, có mỗi hai cái màng loa hai bên thôi. Nói chung cái vị trí này để trẻ em hoặc là các bạn ngồi tạm hoặc là để đồ thôi, bởi vì nó khá là chật, các bạn sẽ không có không gian để duỗi chân đâu. Rồi, ngả cái ghế này xuống và mình sẽ trượt xuống để vào bên trong và khám phá nội thất các bạn nhé. Đây, mình ngả nó xuống một chút. Đây, toàn bộ không gian khoang cabin của chiếc Subaru BRZ 2021 này vẫn thiết kế theo phong cách của một mẫu xe thể thao truyền thống của một thương hiệu đến từ Nhật Bản. Vô lăng 3 chấu, tích hợp hai lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng, có các phím bấm cài đặt này, đàm thoại rảnh tay này, suộc này, tăng giảm âm lượng sang trái phải này. Bên này cũng có đàm thoại rảnh tay này. Đấy, có cài đặt phanh khoảng cách này. Có lẽ là công nghệ iSight à. Tuy nhiên mình không thấy. Đây, set cruise control đây các bạn nhé. Có lẽ chiếc này cũng có adaptive cruise control, một số cái công nghệ cảnh báo an toàn giống như những chiếc Subaru Forester ở phía sau. Đây, mình sẽ bật cái điện lên. Đó, bật tiếp cái điện lên các bạn này, cho các bạn xem cái màn hình phía sau. Uầy, nhìn khá chất các bạn. Anh em nhìn thấy khởi động chất không? Đó, một cái màn hình điện tử nhỏ ở đây. Điện tử nhỏ chính giữa hiển thị vòng tua máy và tốc độ ở tâm này. Bên này còn một cái màn hình điện tử nhỏ nữa. Nói chung là cái công nghệ điện tử, tuy nhiên nó chia làm các ô khác nhau và đặt bên dưới một cái vòm phía trên bọc da lộn các bạn ạ. Nút này có chip reset này, cửa gió điều hòa dạng tuabin máy bay này. Đây là cài đặt độ cao xa thấp của đèn này, mở cốp chứa đồ phía sau này. Chúng ta đây có một cái màn hình cảm ứng kích thước 7 inch này. Phía dưới thì có hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Nút khởi động Start Top Energy ở đây này, chính giữa là nút để điều chỉnh lượng gió này. Phía dưới này chúng ta có một hàng phím luôn để mình đèn đổ lên cho các bạn nghe thử cái âm thanh của cái khối động cơ 2.4 lít boxer này các bạn nhé. Đó, mình đã đèn đổ xe lên rồi và các bạn có thể nhìn thấy đây có thông hơi sưởi này, sưởi này, không biết là có làm mát hay không. Mình nghĩ là chỉ có sưởi thôi. Ở đây có mouse này, có lấy ra trong, lấy ra ngoài này, sync này, các cái phím bấm ở đây như những cái phím đàn đấy, tuy nhiên nó làm hơi to. Ở dưới này không còn một cái ngăn gì cả, các cái núm bấm ở đây cũng làm rất to, nút khởi động to bự ở đây luôn. Đó, trên cái màn hình này thì chúng ta sẽ có radio media phone này, mình vào phone xem nó có thể kết nối với cái gì. Vậy wrist phone, back về home xem nào. Có app này, có thể kết nối với Apple CarPlay và Android Auto. Có lẽ là kết nối không dây các bạn ạ, mình không thấy vị trí cắm dây, nên nghĩ là kết nối không dây. Phone này, app này, home này, các bạn có những cái phím tắt ở bên này này, volume ở đây này, turn check ở đây này. Đó, sang trái sang phải radio này. Ngoài ra có setting này, maintenance as shortcut này, wifi setting này. Đó, có bằng này cái thôi các bạn nhé. Và cái màn hình này thì khá nhạy và thiết kế khá là sắc nét. Ở bên trên có cửa sổ, cửa gió điều hòa này, đèn haza này. Cần số thì được đặt ở cái góc này, bọc da chỉ đỏ, có PRND và M cộng trừ ở đây. Đó, cần số các bạn nhìn lướt qua trông cứ như tưởng là số sàn, nhưng thực ra là số tự động các bạn nhé. Đây, nó có cái đỉnh ấy, trông như số sàn luôn, và cầm cũng cảm giác như đang chạy một chiếc xe số sàn. Đó, phía dưới này chúng ta có tắt chống trơn trượt này, nút chuyển chế độ lái này, Sport là Snow này. Có cả nút check luôn nhá, nút chạy trong trường đua đó các bạn. Đây có hai lâu này, sấy sưởi ghế này, không có làm mát rồi các bạn, mình toàn thấy nóng rồi. Đây có một cái ngăn để cốc này, chìa khóa của xe này. Phía dưới này chúng ta có ngăn để đồ, các cái cổng sạc đây, cổng sạc dạng USB và một rắc cắm tai nghe. Đó là cái phía dưới này các bạn nhé. Không có cửa sổ trời, ghế ngồi các bạn nhìn này, chất chưa. Toàn bộ không gian khoang cabin của em nó đây, khi mình nổ máy lên rồi anh em có thể quan sát toàn bộ không gian khoang cabin, quá là chất lượng luôn anh em nhá.
Còn một cái chi tiết mà mình quên chưa giới thiệu nốt, đó chính là phanh tay cơ được bọc da may chỉ đỏ. Và đây là một chi tiết mà anh em nào đam mê drift thì cực kỳ phải gọi là quan tâm đến cái chi tiết này. Đây các bạn cứ cảm giác như ngồi chạy xe sau đó cứ tay cứ nắm đây bóp này, lên xuống liên tục đó. Cảm giác của những tay đua, những tay drift thì cái này rất quan trọng. Mà trông như này thôi có khi về vẫn cần độ cái cao vút lên cầm giật cho nó sướng anh em ạ. Đó là chiếc Subaru BRZ 2021-2022. Toàn bộ không gian khoang cabin, thiết kế bên trong bên ngoài, động cơ và trang bị của xe, chiếc này đang được bán tại Việt Nam với giá là 1,9 tỷ đồng các bạn nhá. 1,9 tỷ đồng cho chiếc BRZ 2021-2022 này. Anh em nào quan tâm, anh em nào yêu thích những mẫu xe GDM, hãy qua ngay showroom của Subaru tại Sài Gòn và Hà Nội để chiêm ngưỡng và khám phá cũng như đặt cọc ngay em nó về. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.